Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2020, hãng hàng không Vietjet đã thực hiện liên tiếp 7 chuyến bay, đưa gần 2.000 người Việt từ khắp nơi trên thế giới về nước an toàn, đảm bảo tất cả các quy trình kiểm soát dịch bệnh. Mỗi ngày một chuyến bay từ Singapore, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Brunei, Indonesia, Myanmar, Hàn Quốc, tàu bay Vietjet cùng phi hành đoàn đã đưa những công dân nằm trong nhóm đối tượng ưu tiên về Việt Nam. Mình đã chờ chuyến bay này được 4 tháng. Mình rất vui khi mình đã nhận được mail từ đại sứ quán để mình được về trong chuyến bay này. Em chờ chuyến bay này hơn 4 tháng rồi ạ. Và em cũng cảm thấy rất là vui khi được về với quê hương và được về với gia đình ạ. Và em cũng có lời cảm ơn tới hãng Vietjet đã có chuyến bay để đón bọn em về với quê hương ạ. Ngay sau khi hạ cánh an toàn, toàn bộ những người tham gia hành trình bay được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định. Các công dân Việt Nam trên các chuyến bay của Vietjet đều không khỏi xúc động khi được trở về nhà sau một thời gian dài bị mắc kẹt ở nước ngoài vì dịch Covid. Rất nhiều câu chuyện cảm động cùng lời cảm ơn đến Vietjet đã được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội. Hôm nay, con trai tôi sẽ được trở về nhà trên chuyến bay nhân đạo giải cứu đồng bào từ Thái Lan. Những gia đình có con cái đi học xa nhà thì mới cảm nhận sâu sắc những chuyến bay đón người thân của mình quý giá đến nhường nào. Cảm ơn nhà nước, cảm ơn Vietjet Air và phi hành đoàn rất nhiều. Mọi người đã mang lại cho chúng tôi những hy vọng, những vững tin và tấm lòng tương thân tương ái. Xin tri ân và ghi nhớ mãi. Để có thể thực hiện thành công những chuyến bay đưa công dân về nước hồi hương, không thể không kể đến những đóng góp và hy sinh lớn lao của toàn bộ phi hành đoàn. Sau khi hoàn thành chuyến bay, toàn bộ tổ bay gồm phi công, tiếp viên đều được cách ly tập trung theo quy định. I know we are facing some tough times now during the COVID crisis, and also recently I had to do a repatriation flight from Brunei. But I must say that this flight has been a very rewarding one for me. There's no words to describe the feeling I felt that once I arrived back in Vietnam, just to see the joy in the faces of my passengers, it was an incredible experience. And obviously this would not be possible if it was not for the sheer diligence and also the resourcefulness of all the Vietjet staff that was involved in the planning to make this flight a successful one. I'm currently still in quarantine now. In another few days I should be home shortly. And having said that, in the meantime, I just want to say thank you to all once again, and stay safe, be strong, and God bless. Đại sứ Myanmar tại Việt Nam cũng gửi lời cảm ơn hãng hàng không thế hệ mới đã đưa 142 công dân nước này về nước, cùng hàng chục kiện hàng hóa y tế cứu trợ được vận chuyển miễn phí trên chuyến bay ngày 30 tháng 7 vừa qua. Trong tháng 8, Vietjet dự kiến sẽ có thêm hơn 10 chuyến bay nữa nhằm tiếp tục sứ mệnh bảo hộ công dân được hãng thực hiện suốt thời gian qua.